Mạc Đĩnh Chi là một nhân vật lịch sử nổi tiếng thời nhà Trần. Ông là người xã Lũng Động, huyện Chí Linh, nay là thôn Lũng Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ngay từ thuở nhỏ, Mạc Đĩnh Chi không chỉ có tư chất thông minh hơn người mà còn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống rất đáng nể phục. Trò nào có thể cho ta biết đây là chữ gì? Cậu bé, con muốn được phát biểu sao? Mạc Đĩnh Chi, đồ mồ côi xấu xí. Trò hãy giữ yên lặng. Thưa thầy, đây là chữ nhân, do được ghép từ hai từ, nhân là người và nhị là hai ạ. Rất đúng, chữ nhân. Ở đây ý muốn nói đến lòng nhân của con người. Ở người thì chữ nhân đứng đầu trong năm thường. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Vậy trò hiểu một người có lòng nhân là người như thế nào? Thưa thầy, theo con hiểu, lòng nhân chính là lương tâm, là tấm lòng nhân hậu của người với người. Người có lòng nhân là người biết làm việc thiện, giàu lòng vị tha, biết thương người mến vật, biết cảm thông và giúp đỡ mọi người ạ. Con trả lời hay lắm. Con là ai? Sao không vào học cùng các bạn? Con tên là Mạc Đĩnh Chi. Nhà con nghèo nên con không thể đi học được ạ. Ai đã dạy con những điều này? Dạ, chữ nhân là do trước đây con từng nghe lỏm lời thầy giảng. Còn con hiểu lòng nhân là vì mẹ con đã dạy con ạ. Ta thấy con rất thông minh. Ta tặng con cuốn sách này. Tuy ta không thể dạy bảo con, nhưng ta mong con có thể cố gắng học tập thành tài. Tri thức và tấm lòng lương thiện sẽ chứng minh cho phẩm chất thanh cao và nghị lực của con. Con cảm ơn thầy. Đĩnh Chi, mẹ có cái này cho con. Đèn đom đóm. Tuy mẹ không thể cho con đi học, nhưng mẹ sẽ cố gắng làm tất cả vì con. Mẹ con mình hãy cùng nhau cố gắng con nhé. Vâng, nhất định con sẽ học thành tài. Sẽ không còn ai khinh thường mẹ con mình nữa. Ngoan lắm. Dù sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng do có thiên tư thông minh cùng với tinh thần ham học, cậu bé Mạc Đĩnh Chi đã quyết tâm học tập thành tài. Năm 1304, triều đình mở kỳ thi thái học sinh, Mạc Đĩnh Chi đỗ đầu giữ học vị trạng nguyên. Ông là tấm gương sáng về sự hiếu học và vươn lên trong cuộc sống để người đời sau noi theo. Năm Giáp Thìn 1304, vua Trần Anh Tông tổ chức kỳ thi thái học sinh, Mạc Đĩnh Chi là người đỗ đầu. Tuy nhiên, do tướng mạo Mạc Đĩnh Chi vốn xấu xí nên vua Trần băn khoăn trong việc xếp hạng cho ông. Với bản lĩnh của mình, Mạc Đĩnh Chi đã làm bài Ngọc Tình Liên Phú, một bài phú bằng chữ Hán dâng lên vua để gửi gắm chí khí của mình. Các ái khanh, chấm đã đọc những bài thi mà các quan đánh giá cao nhất. Theo chấm, nho sinh Mạc Đĩnh Chi là người nổi trội nhất trong các thí sinh. Dạ phải, thưa bệ hạ. Từ ám tả đến kinh nghi, rồi các bài thi chiếu, chế, biểu, vòng thi nào Mạc Đĩnh Chi cũng hoàn thành xuất sắc. Xem ra kỳ thi này trạng nguyên không thể là ai khác ngoài Mạc Đĩnh Chi. Dạ bẩm bệ hạ, nhưng mà có điều tướng mạo người này thật là rất khó coi. Nếu xếp hạng Mạc Đĩnh Chi là trạng nguyên, e rằng... Dạ, đúng là Mạc Đĩnh Chi mặt mũi xấu xí. Đến nỗi người làng cậu ta đồn rằng cậu ta chính là hậu duệ của Hầu Tinh. Hả? Mạc Đĩnh Chi xấu xí đến như vậy sao? Mạc Đĩnh Chi đúng là người có tướng mạo rất khó coi, không một chút gì là thông thái.
Mạc Đĩnh Chi, khúc nhạc vừa rồi đã khiến Khanh suy tư gì vậy? Bẩm bệ hạ, điệu nhạc vừa rồi cao sang thuần khiết, tựa như những bông sen đầu hạ. Vì thế mà thần nghĩ ra một bài phú. Một bài phú à? Hãy chép lên cho ta xem. Dạ, bài phú có tên Ngọc Tỉnh Liên. Đành nơi lưu lạc quản gì, thuyền quyên lỡ bước lắm bề gian truân. Một lòng trung chính nghĩa nhân, lo chi mưa gió, phong trần tuyết sương. Bài phú viết về một loài sen quý nở trong núi Hoa Sơn. Người đời tinh ý sẽ tìm ra vẻ đẹp của nó. Há chẳng phải Mạc Đĩnh Chi đang viết về bản thân đó sao? Khẩu khí này ắt chỉ có ở một tâm hồn cao quý. Bài phú rất hay. Bông sen trong giếng ngọc ở bài phú này cũng như người quân tử có cốt cách thanh cao, có thể sánh ngang với đóa tử vi nở trên ao phượng, hoa thực dược mọc trước bệ vàng. Mạc Trạng Nguyên quả là bậc thiên tài, có tiết tháo. Vẻ đẹp tâm hồn của Ngọc Tỉnh Liên đã làm ta quá cảm động rồi. Bằng tài năng thơ phú, Mạc Đĩnh Chi đã viết nên Ngọc Tỉnh Liên Phú, thể hiện chí khí tài năng của mình. Nhận thấy Mạc Đĩnh Chi tuy có ngoại hình xấu xí nhưng có cốt cách cao đẹp, vua Trần Anh Tông đã cảm phục và ban cho ông học vị Trạng Nguyên, cất lên làm thái học sinh dũng thủ, xung chức nội thư gia. Sau khi đỗ Trạng Nguyên năm Giáp Thìn 1304, Mạc Đĩnh Chi ra làm quan dưới triều Trần. Năm Mậu Thân 1308, sứ thần nhà Nguyên sang báo tin Nguyên Vũ Tông lên ngôi. Trần Anh Tông cử ông làm sứ thần sang phương Bắc đáp lễ. Trong quá trình đi sứ, Mạc Đĩnh Chi đã thể hiện trí tuệ hơn người qua cách ứng đối linh hoạt trước các đại thần của triều Nguyên. Bão rất lớn, nếu tiếp tục đi thì sẽ rất nguy hiểm ạ. Được, hãy tìm chỗ trú, đợi bão qua rồi đi tiếp. Cứ thế này, có lẽ đoàn sứ thần Đại Việt sẽ không kịp đến cửa thành biên giới nước Nguyên đúng giờ hẹn được. Ta là sứ thần Đại Việt, đến chúc mừng tân hoàng đế nhà Nguyên mới lên ngôi. Các ngươi hãy vào báo với quan giữ thành, mở cửa thành. Chúng tôi được căn dặn kỹ lưỡng, sau giờ hẹn, không được mở cổng thành cho bất kỳ ai. Vì đường xa, giữa đường lại gặp cơn bão lớn, nên đoàn sứ thần mới không thể đến đúng giờ hẹn. Ngươi hãy báo với quan giữ thành đúng như lời ta. Nếu để việc nhỏ này làm ảnh hưởng đến mối bang giao hai nước, thì cả ta và ngươi đều không gánh hết tội đâu. Thôi được, đợi tôi vào báo quan giữ thành. Một tên lính canh cổng thành mà có thái độ như vậy à? Chúng ta đến sai giờ hẹn thì chúng ta thất lễ trước. Quan quân nhà Nguyên đang tìm cách gây khó dễ cho ta. Nhưng dù gì, chúng ta cũng không được tỏ thái độ. Sứ thần An Nam đến muộn giờ, theo lễ thường sẽ không được vào thành. Nhưng nếu sứ thần đối được câu này của ta, ta sẽ mở cửa thành cho các ngài. Mời. Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan. Tiên đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối. Ta ra một bế đối hóc búa đến 4 chữ quan và 3 chữ quá. Bế đối của hắn cũng 4 chữ đối và 3 chữ tiên, tưởng khiến hắn lâm vào thế bí. Không ngờ trong chốc lát đã tìm được bế đối hay. Người hãy cho mở cửa ải để đoàn sứ bộ Đại Việt qua biên giới. Bằng sự thông thái bất tiệp, Mạc Đĩnh Chi đã thể hiện tài ứng đối sắc bén cũng như thái độ ứng xử ngoại giao đúng mực, không làm ảnh hưởng đến quốc thể. Liệu ông sẽ còn gặp những thử thách gì từ phía triều đình nhà Nguyên trong lần đi sứ này? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem trong những tập phim tiếp theo. Sau khi đỗ Trạng Nguyên,
Mạc Đĩnh Chi được giao nắm giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Trần. Năm Mậu Thân 1308, ông được cử đi sứ sang nhà Nguyên. Trong quá trình đi sứ, Mạc Đĩnh Chi đã khiến người Nguyên phải nề phục vì sự thông minh, lối đối đáp khéo léo, vừa giữ được hòa khí lại vừa thể hiện được trí tuệ hơn người. Ôi, đẹp thật. Vùng đất Trung Nguyên xưa này được coi là nơi hội tụ tinh hoa. Mọi thứ ở đây đều vô cùng tráng lệ, đẹp đẽ. Trông kìa, ô, sứ thần An Nam đấy. Bộ dạng thật là kỳ dị, xấu nhỉ. Giống người An Nam, xấu xí như thế sao? Sứ thần An Nam là người từ phương xa tới, chẳng trách chưa được biết tài năng xuất thần của nghệ nhân Đại Nguyên. Xem ra loài chim sẻ vẽ trên bức chướng này đã làm mất cả vẻ điềm đạm oai nghi của sứ thần An Nam rồi. Bái kiến tể tướng. Hình ảnh trên bức chướng quả thật sống động như thật. Mạc Đĩnh Chi coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Ngươi có phải ở đây lâu nữa để quan ngưỡng văn vật của thiên triều? Có điều tôi vẫn không hiểu, tại sao ở phủ tể tướng lại treo một bức chướng kỳ lạ như vậy? Nếu xét về thẩm mỹ và đạo học, bức chướng thật không phù hợp để nằm ở đây. Ý sư thần là... Ngươi làm gì vậy? Bức tranh đó... Trúc là bậc quân tử, chim sẻ là kẻ tiểu nhân. Người ta thường vẽ chim sẻ đậu cành mai, không ai vẽ đậu cành trúc bao giờ. Tể tướng sao lại cho vẽ như vậy? Vẽ thêu như thế là để tiểu nhân trên quân tử. Sợ rằng đạo của tiểu nhân sẽ mạnh, đạo của quân tử sẽ suy. Tôi vì thánh triều mà trừ giúp đấy thôi. Sứ thần nói không sai, đó cũng chỉ là một bức tranh treo trên màn chướng thôi, không đáng để cho chúng ta phải bận tâm, phải không nào? Người đâu, dẹp hết đám lộn xộn này để ta tiếp sứ thần An Nam. Tài ứng đối nhanh trí của Mạc Đĩnh Chi đã khiến quan Nguyên không thể trách tội và cười chê. Thay vào đó, người Nguyên đã nể phục trước trí thông minh hơn người của ông. Những câu chuyện tiếp theo về việc Mạc Đĩnh Chi đi sứ sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong những tập tiếp theo. Năm Mậu Thân 1308, Mạc Đĩnh Chi đi sứ nhà Nguyên. Bằng tài năng văn chương và trí tuệ hơn người, Mạc Đĩnh Chi đã khẳng định vị trí của Đại Việt sánh ngang với các nước trong khu vực. Câu chuyện về bài Minh chiếc quạt quý của ông trong buổi tiếp sứ thần của vua Nguyên đã thể hiện điều đó. Bệ hạ, lần này sang Đại Nguyên, quốc vương của thần có dâng tặng bệ hạ một món quà nhỏ, kính mong bệ hạ ngự lãm. Ra là một chiếc đẹp quà. Thật đẹp, thật đúng là rất đẹp và tinh xảo. Có điều ta vẫn thấy thiếu một thứ gì đó. Dạ bẩm bệ hạ, trên quạt đúng là còn thiếu một nét bút vịnh, là quốc vương của thần có ý để ngỏ, để bệ hạ có thể vịnh thơ vào đó đấy ạ. Hay lắm, nhân có sứ thần các nước ở đây, các sứ thần hãy giúp ta để tặng thơ lên chiếc quạt quý này. Ta được biết sứ thần Cao Ly và sứ thần An Nam có tài văn chương vô cùng xuất chúng. Chúng thần xin lĩnh chỉ. Thần xin phép được viết trước. Uẩn Long trùng trùng, Y Doãn Chu Công, Vũ Tuyết Thế Thế, Bá Di Thúc Tề. Sứ thần Cao Ly quả là đã tìm ra được ý tứ rất hay để vịnh quạt. Chiếc quạt vào mùa hè được ví như Y Doãn Chu Công, những công thần khai quốc lập nên nhà Chu, nhà Thương. Đến mùa đông, chiếc quạt lại như Bá Di Thúc Tề,
vốn là mẫu người ở ẩn, không gặp thời. Bệ hạ, một ý tứ thơ hay như vậy, thần mạn phép xin bệ hạ và sứ thần Cao Ly được triển khai ý đó thành một bài thơ 4 câu. Được, người hãy vịnh tiếp đi. Lưu kim thước thạch thiên địa vi lô, nhĩ ư tư thời hề y chu cự nho, bắc phong kỳ thế vũ tuyết tài đồ, nhĩ ư tư thời hề di tề ngã phu. Hay, rất hay. Chảy vàng tan đá, trời đất như lò, người bấy giờ là y chu đại nho, gió bấc căm căm, mưa tuyết mịt mù, người bấy giờ là di tề đói so. Ôi, được dùng thì làm, bỏ thì nằm co, chỉ ta cùng ngươi là thế ư? Đúng là rất hay. Chỉ với một câu đơn giản của ta mà sứ thần An Nam đã vịnh ra 4 câu thơ vừa giàu hình ảnh, vừa đầy tâm sự, chữ nghĩa đối nhau rất tài tình. Sứ thần hai nước quả là những bậc anh tài, khả năng làm thơ phú xuất chúng của các ngươi khiến trẫm rất vui, trẫm sẽ ban thưởng. Đội ơn bệ hạ. Không hổ danh là bậc tài trí của Đại Việt, tài thơ phú của Mạc Đĩnh Chi đã khiến sứ thần các nước phải thán phục. Tương truyền, triều đình nhà Nguyên đã ban tặng ông 4 chữ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, tức là Trạng Nguyên của cả hai nước Đại Việt, Đại Nguyên, để thể hiện lòng yêu mến và nể trọng trí tuệ cho sứ thần Đại Việt. Là một sứ thần có quãng thời gian dài đi sứ phương Bắc, Mạc Đĩnh Chi thường phải đối mặt với sự coi thường và ngạo mạn của vua quan nhà Nguyên. Với đường lối ngoại giao linh hoạt cùng bản lĩnh vững vàng, không ít lần ông đã tỏ rõ thái độ cương quyết, khẳng định vị thế dân tộc Đại Việt trước triều đình phương Bắc. Thời tiết Yên Kinh nay đã chuyển sang mùa hè, chắc người xứ An Nam các ngươi chưa quen với thời tiết khô nóng ở đây. Bẩm bệ hạ, mùa hè ở Yên Kinh quả thực nóng bức, lại thêm cách ăn uống quá khác biệt. Ví như ở đất nước của thần, ăn uống thiên về ăn rau và cá, chứ không ăn nhiều thịt và sữa như nơi đây, nên cơ thể thần nhất thời cũng chưa thích ứng được ạ. Các ngươi là sứ thần sang chầu đại quốc thì phải dần quen với cung cách sống của thiên triều. Sau này về bản quốc còn biết cách thực hành, để người dân xứ Man Di các ngươi phải noi theo Đại Nguyên. Bẩm bệ hạ, mỗi nơi có thủy thổ và phong tục khác nhau, chỉ e... Vương triều Đại Nguyên như mặt trời soi sáng, nơi nơi đều phải hướng về, lẽ nào ngươi còn không hiểu điều đó? Thần xin lĩnh ý bệ hạ. Khung cảnh mùa hè này làm ta bỗng nhiên nghĩ ra một câu đối. Ta đọc lên, sứ thần An Nam phải tìm ra một vế đối tương xứng. Thần tuân lệnh. Nhật hòa vân niên, bạch đán thiêu tàn ngọc thỏ. Mặt trời là lửa, mây là khói, ban ngày đốt cháy vầng trăng. Vua Nguyên ngạo mạn, tự xem mình là mặt trời và coi nước Nam ta như là mặt trăng, lại có dụng ý đe dọa rằng ban ngày nhất định mặt trăng phải bị mặt trời thôn tính. Ta phải đối đáp sao để giữ được quốc thể đây? Bẩm bệ hạ, bệ hạ ra đối thật là hóc búa. Thần đã nghĩ ra một vế đối, tuy chưa được hoàn chỉnh lắm. Thần ở xứ xa xôi, bản thân lại ít học, đọc lên kính mong bệ hạ không trách tội ạ. Được, trẫm sẽ không trách tội người. Nguyệt cung tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô. Trăng là cung, sao là tên, chiều tối bắn rụng mặt trời. Ngươi... Bẩm bệ hạ, sự sống trên đời có ngày có đêm, cũng như mặt trời mặt trăng đều có không gian của riêng mình, phải thay nhau luân chuyển thì cuộc sống mới vận hành tốt đẹp. Bệ hạ thấy vế đối của Định Chi thần thế nào ạ? Một sứ thần mà dám buông lời đối đáp như vậy, xem ra khẩu khí cũng không tầm thường chút nào. Ta thật không có lý gì để xử tội hắn được. Được, trẫm sẽ không trách tội ngươi. Đội ơn bệ hạ đã có lời khen ngợi ạ. Tên sứ thần An Nam này tuy tướng mạo xấu xí nhưng lại nhanh trí thông minh hơn người. Xem ra ta phải thay đổi cách nhìn với người An Nam các ngươi rồi. Là người có trí thức uyên thâm và khí tiết, trong suốt quãng thời gian đi sứ, Mạc Đĩnh Chi luôn luôn khẳng định được bản lĩnh, tài năng của mình, tỏ rõ cho nhà Nguyên biết văn tài của người Đại Việt, đồng thời thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc sâu sắc, giữ vững được thể diện quốc gia. Mạc Đĩnh Chi là một vị đại thần trụ cột của triều đình nhà Trần.
Ông nổi tiếng là một vị quan liêm khiết, một lòng tận tụy với đất nước. Trải qua ba đời vua, được triều đình nhà Trần trọng dụng, làm đến chức quan đầu triều. Nhưng Mạc Đĩnh Chi vẫn luôn sống cuộc đời thanh bạch, không màng tới lợi lộc công danh. Lão gia, lão gia, tôi đã đếm kỹ, có tất cả 10 quan tiền. Có lẽ là ai đã bỏ quên, bà hãy tìm hiểu xem ai là chủ nhân của số tiền này. Tôi đã tìm hiểu rồi, vẫn không biết số tiền này là của ai. Lão gia, gia đình mình cũng không dư giả gì, đúng lúc cần tiền gia cố lại mấy gian nhà trong phủ, tiền bỗng dưng vào nhà. Xem ra là ông trời thương chúng ta. Tiền không phải của mình thì không nên tơ hào. Ta sống một đời thanh bạch, tuyệt đối không đụng chạm một chút nào đến của cải của người khác. Lão già bớt giận là tôi không suy nghĩ thấu đáo. Lão già trước nay giữ thân trong sạch, sao có thể tùy tiện lấy số tiền này được. Ngày mai lão già hãy mang vào cung, tôi cũng không cần số tiền này nữa. Tiền ấy đã không có ai nhận thì chấm ban cho Khanh. Khanh hãy lấy mà lo việc nhà. Thần không dám thưa bệ hạ. Thần không có công cán gì, không đáng được nhận thưởng. Số tiền này tốt nhất nên trả lại cho người bị mất. Bằng không thì cũng nên sung vào ngân quỹ để dùng vào việc chung thì có lợi hơn à? Thật ra số tiền này chính là chấm sai người bí mật mang đến cho Khanh. Bệ hạ! Bao năm nay Khanh vất vả làm quan, được bao nhiêu lương bổng đều đem về phân phát cho thân quyến, không màng đến bản thân. Trẫm hiểu Khanh trọng đức hạnh, luôn coi của cải là phù du. Nhưng giờ Khanh tuổi đã cao, làm đến chức quan đầu triều, cũng nên chăm lo cuộc sống của mình cho sung túc hơn. Thần đáng tội chết vì đã để bệ hạ bận tâm. Thần làm quan đã hơn 20 năm, nhờ ân huệ của tiên đế, của bệ hạ mà đất nước được thái bình thịnh trị, gia quyến được ấm no, thần còn mong gì hơn nữa. Quả nhiên Mạc Đĩnh Chi tự trọng và ngay thẳng, khó mà nhận số tiền này. Đạo làm quan quý nhất là chữ liêm, quan không thanh liêm thì khó mà trung quân ái quốc được. Khanh chọn một đời phụng sự triều đình, từ triều thần đến muôn dân đều kính phục vì đức liêm chính, trẫm đều biết cả. Còn về số tiền này, tiền chính là của trẫm, trẫm thưởng tấm lòng thanh liêm của Khanh, đừng từ chối nữa. Thần đội ơn bệ hạ. Chọn một đời sống thanh bạch khí tiết, làm tròn bổn phận của một vị quan tài đức, Mạc Đĩnh Chi suốt đời đã giữ được khí chất cao quý, một bông sen trong giếng ngọc, khiến nhân dân đời đời yêu mến và nể trọng.